Đan Đào Bông Hậu, gu thời trang đồng điệu của Kỳ Duyên Minh Triệu, tông sụt tông từ sàn diễn đến đời thường, dính nhau như 502 khiến dân tình tích cực đẩy thuyền. Kỳ Duyên Minh Triệu là bộ đôi mỹ nhân nổi tiếng thân thiết của showbiz Việt. Hai người đẹp luôn dính với nhau như hình với bóng, từ cuộc sống cho đến công việc. Ngay cả trang phục cả hai chương diện cũng có nhiều nét tương đồng, nhìn vào biết ngay là cặp bài trùng. Cụ thể, hai người đẹp thường chọn lựa những bộ cánh giữ sự kiện đồng điệu về kiểu dáng, màu sắc và chất liệu. Đặc biệt, yếu tố tôn dáng luôn được đặt lên hàng đầu, giúp bộ đôi mỹ nhân thành công phô diễn body đẹp như tượng tà. Dân tình có thể thấy rằng phong cách thời trang của Kỳ Duyên và Minh Triệu hợp nhau đến lạ. Mỗi lần cả hai lên đồ xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, show diễn luôn khiến người hâm mộ cảm thấy mãn nhãn, bởi từ kiểu dáng, màu sắc trang phục đến phụ kiện đều cho thấy độ ăn ý hài hòa nhất định. Đáng nói, không chỉ đồng điệu ở khâu váy áo sự kiện mà Kỳ Duyên Minh Triệu còn diện street style chuẩn couple khiến người hâm mộ không khỏi thích thú. Tuy nhiên, với style sự kiện, cả hai ngoài đời yêu thích sự năng động trẻ trung và thoải mái nên họ thường chọn những item như áo phông, áo sơ mi, quần ống suông. Thời trang với Kỳ Duyên Minh Triệu không chỉ đơn thuần là việc mặc sao cho đẹp mà thông qua đó còn thể hiện sự kết nối khăng khít của cả hai. Xem qua những màn đồ phối ăn ý của cặp mỹ nhân này, người hâm mộ đều đánh giá cao. Gắn bó thân thiết đã nhiều năm, Kỳ Duyên Minh Triệu làm nhiều người ngưỡng mộ với mối quan hệ tốt đẹp và bền chặt. Nói về tin đồn tình cảm, nữ siêu mẫu từng trả lời khéo rằng: "Cá nhân tôi nghĩ mình sẽ không nói quá nhiều về điều này, bởi lẽ mỗi khán giả đã có sự nhận định của riêng họ. Thế nên ngoài công việc, tôi sẽ không chia sẻ về đời tư và các mối quan hệ cá nhân." Về phía Kỳ Duyên, nàng hậu 9X cho biết cô và Minh Triệu tương đồng trong suy nghĩ, tính cách và cả lý trí, kéo theo thói quen, sở thích và gu thời trang cũng có nhiều điểm hợp nhau. Trước đó, nàng hậu sinh năm 1996 từng đăng ảnh chụp thân thiết cùng Minh Triệu và chú thích dòng trạng thái khiến dân tình thích thú. Cô nàng chia sẻ rằng, những điều hồi trẻ chúng ta tưởng không thể chịu đựng, chúng ta đã chịu đựng. Những thứ hồi trẻ chúng ta cho rằng không thể đánh mất, chúng ta đã đánh mất. Chỉ là chúng ta đừng để mất nhau. Thông qua những chia sẻ của cặp mỹ nhân, người hâm mộ ngầm hiểu mối quan hệ của cả hai rất khăng khít, trên cả mức tình bạn như thể tri kỷ khó rời. Và giữa showbiz vốn nhiều thị phi, để tìm được một tình bạn đẹp như thế quả thật không dễ. Minh Triệu và Kỳ Duyên thu hút đông đảo sự chú ý khi cùng ngồi chung ghế huấn luyện viên của một chương trình tìm kiếm người mẫu tài năng. Ở sân chơi này, bộ đôi huấn luyện viên là một lần nữa thể hiện sự kết nối đặc biệt. Người hâm mộ theo dõi Kỳ Duyên Minh Triệu bấy lâu đều mong chờ sự thể hiện của bộ đôi tại sân chơi lần này. Bên cạnh đó, phong cách thời trang đồng điệu của hai mỹ nhân khi lên sóng chính là tâm điểm được chú ý. Người hâm mộ có lẽ chẳng còn xa lạ gì với việc Kỳ Duyên Minh Triệu được đông đảo khán giả đẩy thuyền. Dù đã khẳng định cả hai là bạn thân, nhưng việc họ luôn xuất hiện như hình với bóng, dành cho nhau những cử chỉ tình tứ khiến ai nấy đều tin rằng họ chính là một cặp. Cả hai tiếp tục để lộ hình ở chung phòng thông qua loạt ảnh đăng tải trên trang cá nhân. Cụ thể, hai người đẹp đồng loạt chia sẻ những bức ảnh diện áo choàng tắm và tạo dáng bên ban công. Dù chẳng có tấm ảnh nào chụp chung, thế nhưng nhìn vào ai cũng biết cả hai đứng chụp ở cùng một địa điểm. Rất có thể phó nháy chính là đối phương chứ không ai khác. Không chỉ dừng lại khoảng quần áo, Kỳ Duyên Minh Triệu còn thích sưu tầm đồ đạc, phụ kiện có đôi có cặp. Dù đã khuya, nhưng cả hai vẫn rủ nhau đi sắm điện thoại iPhone 14 màu tím làm mưa làm gió. Giờ đây, hai người đẹp đã được nhiều khán giả nhắc đến là một trong những cặp đôi tình trong như đã mặt ngoài còn e của VBiz. Trong suốt khoảng thời gian qua, họ đã không ít lần gây bão vì những khoảnh khắc tình tứ hết phần thiên hạ. Kỳ Duyên Minh Triệu là cặp đôi được rất nhiều người yêu mến. Càng ngày, hai mỹ nhân càng chăm xuất hiện cạnh nhau và thoải mái đăng tải loạt khung ảnh chụp chung. Quả thực họ làm gì cũng phải có đôi có cặp. Nhìn vào những khoảnh khắc bên nhau của cả hai, các fan đẩy thuyền lại được fan đứng ngồi không yên.